Hello, xin chào các bạn nhé. Hiện nay mình đang ở làng Tày, làng văn hóa Hôm Tây, thôn Bản Lạng ở thị trấn Bắc Mê. Hôm nay mình sẽ làm một video khám phá bản làng vào buổi tối nha các bạn nhé. Và bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân mình đi lên trên nhà sàn xem nhé. Wow, thực sự là rất là đông vui các bạn ạ. Mọi người đang chụp ảnh cùng các nghệ nhân các bạn ạ. Và có hai bạn Tây nha các bạn nhé. Rồi, mời các bạn cùng mình theo dõi các điện làn điệu hát then nhé. Tàng luông tay qua đời con.
xa xa nước xa xa, nào phải thênh thang nơi gọi nàng.
Thank you.
3.000. Như vậy là mình vừa mới review cho các bạn xem toàn cảnh về các cái hoạt động vào buổi tối của các nghệ nhân ở trong làng Hôm Tây nhé các bạn nhé. Và bây giờ tôi xin phép kết thúc video khám phá làng Hôm Tây tại đây nhé các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh giúp tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.